Xin chào các bạn và chào mừng đến với kênh Holic Audio. Trong video này, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện Quỷ Đoàn Mệnh nhà họ Tạ, sống lâu trăm tuổi của tác giả Di Nhiên. Chương 151: Lựa chọn. A à, giá hàng năm vào kinh báo cáo công tác, ta đều giả dạng làm hạ nhân của hắn đi theo, các ngươi hẳn là rất tò mò vì sao ta lại mạo hiểm vào kinh làm gì nhỉ? Ngô Thư Niên chậm rãi thẳng lưng, ánh mắt sâu thẳm thâm thúy phụ thân ta ở trong mắt các ngươi có lẽ là loạn thần tặc tử, nhưng ở trong lòng ta, ông chính là một đại anh hùng. Anh hùng có thể làm đại sự kinh thế hái tục, lật cả đất trời. Cũng có thể cô độc chết trong đêm đông chí, những điều đó đều quang minh lỗi lạc. Cả đời này ta để ở dưới sự che chở của ông, trốn trốn tránh tránh, không có tiền đồ gì, nhưng... Hắn vội thay đổi ngữ khí. Nhưng chỉ cần ta còn thở thì sẽ không cho phép có người vu khống ông, không có phép người khác hắt nước bẩn lên người ông. Cho nên mỗi một năm vào kinh, ta đều âm thầm điều tra hung thủ thực sự sát hại trịnh gia. Cho đến ba năm trước, ta bắt đầu dùng hoàn hồn đan, ta, ta. Ta không còn sức để minh oan cho đại anh hùng của ta nữa rồi. Nước mắt từ hốc mắt sâu thẳm của hắn rơi xuống. Chu giã đi lên trước, khẽ ôm lấy ngô thư niên, trầm giọng nói. Ba năm nay, đều là một mình ta vào kinh, ngoại trừ báo cáo công tác và mua thuốc, thì ta không lúc nào là không tìm kiếm cơ hội. Yến Tam Hợp Cơ hội gì? Con đường điều tra án này khó đi là bởi vì ta là ngoại quan, căn bản tiếp xúc không đụng đến nước của kinh thành, chớ đừng nói chi là thăm dò nông sâu của nó, mà các ngươi. Chu giã trầm rãi thờ hắt ra một hơi. Một hữu thiện thế của Tăng Lục Ti, một là chỉ huy sứ của binh Mã Ti Bắc Thành, các ngươi không chỉ có người thân ở trong nước, hơn nữa còn biết nước kinh thành sâu cạn thế nào. Ngươi muốn chúng ta điều tra vụ án trịnh gia bùi tiếu cả kinh thốt lên. Chúng ta giúp các người hóa niệm giải ma. Ánh mắt chu giã chậm rãi đào qua yến tam hợp, tạ chi phi, bùi tiếu, ngần từng chữ. Các người giúp cha con ngô gia minh oan, tìm ra hung thủ tàn sát trịnh gia thực sự, tế bái vong linh người chết, cũng có thể khiến thư niên và ta. Chết được nhắm mắt. Mỗi chữ đều chạm mạnh vào màng nhĩ ba người, không đợi bọn họ phản ứng thì ngô thư niên trước mặt đã há miệng, liên tiếp phun ra mấy ngụm máu. Thư niên. Chủ thượng. ngô thư niên nhìn Chu Chu dã mỉm cười. "Không sao đâu a à giá, lần này ta không nhịn được nữa." Chu dã biến sắc, hắn đưa tay vòng qua bế ngang y lên nói. "Ba vị, ta chờ các ngươi nửa canh giờ, cũng chỉ chờ các ngươi nửa canh giờ thôi." Trong viện chợt trống rỗng. Ba người hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Chuyện đã đến nước này, tất cả đáp án đều đã được giải đáp. Điều tiếp theo cần làm là lựa chọn nhưng lựa chọn như thế nào đây yến tam hợp nhìn con cá trong vải bình tĩnh nói chúng ta đưa ra ý kiến riêng đi bùi tiếu nhìn yến tam hợp lại nhìn tạ chi phi trước khi đưa ý kiến ta có một vấn đề các ngươi tin lời bọn họ nói không yến tam hợp ta tin tạ chi phi tôi không tin bùi tiếu lườm một cái nghĩ nhìn kia nội bộ còn không thống nhất thì làm sao trả lời người khác bùi tiếu hỏi yến tam hợp vì sao ngươi tin yến tam hợp bởi vì bọn họ không cần phải phí nhiều sức như vậy để bịa ra một lời nói dối cho chúng ta bùi tiếu lại hỏi tạ ngũ thập sao ngươi không tin tạ chi phi nhìn yến tam hợp một cái bốn bộ đồng thời điều tra một vụ án ai động tay động chân trong đó đều là chuyện không thế hồ sơ vụ án ta đã tận mắt xem qua không có vấn đề gì sao ngươi lại xem hồ sơ vụ án trịnh ra bùi tiếu mẩn người trong mắt tạ chi phi có cái gì lóe lên. Phạm nhân của vụ án này đến nay vẫn chưa bắt được, vào kỳ khảo hạch hàng năm, bốn bộ đều phải nhắc lại chuyện cũ, binh mã ti ngũ thành chúng ta không đi xem hồ sơ vụ án thì sao bắt được người đây. Tạ chi phi, Yến Tam Hợp nhìn thẳng hắn. Người cho ta một lý do là ngô thư niên nói dối. Yến Tam Hợp, tạ chi phi đáp lễ cô. Vậy người cho ta một lý do ngô thư niên không nói dối. Yến Tam Hợp, ngô quan nguyệt yêu dân như con, người thừa nhận không. Tạ Chi Phi Thừa nhận Yến Tam Hợp Hắn yêu dân như con, mang đến hai hậu quả Tạ Chi Phi Hai hậu quả gì? Yến Tam Hợp Một là dân chúng đại tề đến bây giờ đều nhớ đến điểm tốt của hắn Tạ Chi Phi Còn điều kia Yến Tam Hợp Chu giá chịu ảnh hưởng của hắn, cũng yêu dân như con Tạ Chi Phi nhíu mày Sau đó Yến Tam Hợp Lúc ngô quan nguyệt tạo phản bức cung, tàn sát nộ tộc Trần Thị, đến lão thần tên tôn bân kia cũng giữ lại không giết, đúng không? Tứ chi tả chi phi cứng đờ, tốc độ nói rõ ràng chậm lại. Đúng. Yến tam hợp. Bởi vậy có thể thấy được, người này sẽ không làm sát người vô tội, đúng không? Tả chi phi khó khăn gật đầu một cái. Ta còn nhớ lúc giải tâm mà của Yến hành đã nói với phụ thân ngươi một câu, ta nói oan có đầu, nợ có chủ, còn chưa tới phiên trịnh tướng quân. Yến tam hợp bấm ngón tay gõ mép phải tất cả người trong phủ trịnh tướng quân ngoại trừ trịnh lão tướng quân ở bên ngoài, thì có ai là đáng chết? Bùm! Bên tai tạ chi phi như có thứ gì đó nổ tung, huyết sắc trên mặt như thủy chiều rút đi, còn đáy lòng hắn lại rít gào sông lên, gần như muốn phá tan túi ra vốn không nên thuộc về hắn này. Không ai đáng chết cả, tất cả đều vô tội. Cha ta vô tội, nương ta vô tội, muội muội ta vô tội. Cả ta, ta cũng vô tội mà. Tôi biết ngay anh này trùng sinh mà, tác giả bỏ nhiều yếu tố vô ghê, coi sau này bà có ngợp không. Phật nói người thiện làm việc thiện, từ sáng được sáng, bọn họ đều là người tốt, tại sao còn chết trong núi đao biển lửa? Tại sao chứ? Tà chi phi, tà chi phi, tà ngũ thập, tà ngũ thập, hả? Tam gia mờ mịt ngẩng đầu, trong mắt không có tiêu cự. Yến Tam hợp nổi đoá. Đã lúc nào rồi, mà ngươi còn có thể thất thần, có thể tập trung một chút được không hả? Bùi tiếu cũng nổi đóa, đá một cước qua. Tà ngũ thập, người bị ma nhập à, sao ta gọi mãi mà ngươi không trả lời hả? Đồng từ tan giã của tả chi phi cuối cùng cũng có tiêu điểm, từ trong cổ họng nặn ra một câu. Yến tam hợp, chuyện tiếp theo ngươi làm chủ đi, ta làm chủ thế nào? Yến tam hợp nhíu chặt mày, nhìn hắn. Người này cả tối đều khác thường, không giống tác phong của tên tả phong lưu kia. Thật sự bị ma nhập ư. Yến Tam Hợp. Tạ Chi Phi biết cô đang hoài nghi điều gì, cố ý tỏ ra lưu manh nói. Ngươi nhìn ta như thế là có tình cảm với ta ư. Ta nhổ. Yến Tam Hợp coi hắn như không khí, quay đầu nhìn Bùi Tiếu nói. Ngươi đại diện cho khổ chủ, quyết định đi. Bùi Tiếu hít sâu một hơi, trầm ổn nói. Căn bản là không có lựa chọn, chỉ có thể đồng ý, hơn nữa ta có thể nhìn ra, tên ngô thư niên này sống không lâu nữa. Ta cũng nghĩ như ngươi. Yến Tam Hợp bỏ lại một câu này, xoay người đi ra khỏi viện. Đi nói cho chủ thượng các ngươi biết, chúng ta đồng ý rồi. Vâng, khoan đã, phiền ngươi chuẩn bị một tế đàn, ba mâm trái cây, hai giá nến, một lư hương. Còn nữa, mời chủ thượng các ngươi tắm rửa thay quần áo, chuẩn bị hóa niệm giải ma. Trường 152, Phụ Tử Trong phòng, hơi nước dày đặc. Ngô thư niên ngâm cả người trong nước nóng, hai cánh tay gầy cho xương vô lực khoác lên mép thùng gỗ. Phía sau, chu giã đưa ngón tay luồn vào trong tóc hắn, dịu dàng xoa bóp từng chút một. a à, giã, ta bây giờ có phải vừa già vừa xấu hay không? Ta không chê. Giọng nói thấp dần, chu giã dừng một chút nói. Ta chỉ không thích lúc người đau đớn mà chẳng chịu rên một tiếng thôi. Ngô thư niên cười nói. Cái này ngươi cũng phát hiện ra sao? Ngô thư niên, từ lúc ta sáu tuổi đã đi theo ngươi, người chớp mắt một cái thôi ta đã biết người đang suy nghĩ gì rồi. Đúng vậy, phụ thân ta trước kia thường nói, mắt nhìn của A giá rất tốt. Nói tới đây, ngô thư nhiên yên lặng một lúc. Cả đời này của ta so ra cái gì cũng kém phụ thân, đến cả chết cùng không dứt khoát được như ông, nhưng có một việc ta mạnh hơn ông. Có một nam nhân vẫn luôn đặt ta trong tim từ lúc 6 tuổi đến giờ. Chu giã không hỏi là chuyện gì, lấy khăn mặt vòng qua bên cạnh giúp hắn lau mặt. Ngô Thư Niên thuận thế nhắm mắt lại, khẽ thở ra một hơi. Không biết vì sao mà ta rất thích ba người trẻ tuổi kia, họ đều là người tốt, thì vệ của vị tam gia kia ta thấy có vài phần giống ngươi. Giống chỗ nào, ít nói, thì vệ của bùi công tử cũng ít nói. Không giống nhau, không giống chỗ nào, ai lọt vào mắt hắn, hắn có thể đưa mạng cho người đó. Chu Dã cuối cùng nở nụ cười. Ngươi đang mượn cớ khen ta sao? Ngô thư niên mở mắt, ngón tay khẽ khều lấy vạt áo chu dã chu dã ngồi xổm xuống bên thùng gỗ nhìn hắn không nói lời nào hắn cũng không nói lời nào cuối cùng cũng đợi được rồi dòng dã chín năm lâu quá rồi hồi lâu chu dã khẽ cười nói ngươi tắm xong rồi lát nữa ta sẽ dùng nước của ngươi tắm một chút mô thư niên nhìn hắn thật lâu rất lâu sau hắn trả lời một chữ được một tế đàn mặt bắc hướng nam ba đĩa trái cây lần lượt bày xong, hai ngọn nến nhảy nhót. Chỉ có hương trong lư hương, là không thấy bóng dáng. Còn hương thì sao? Bùi tiếu nhíu mày. Lúc này, Lý bất ngôn lấy một cây hương từ trong túi ra, đưa tới trong tay Yến Tam Hợp. Bùi tiếu ngạc nhiên, vội vàng dùng cánh tay trò trò tả chi phi, hương này Lý bất ngôn mang theo suốt dọc được, sao lại không gãy. Tả chi phi tránh sang một bên, chẳng thèm nhìn hắn chu giã đẩy ngô thư niên đi vào trong viện. Không biết có phải vì hơi nóng lúc lắm hay không, mà khuôn mặt vốn xanh xám của ngô thư niên hiện ra chút hồng hào không bình thường. Ánh mắt hắn rơi vào người Yến Tam Hợp. Yến Tam Hợp đi tới, cúi đầu nói. Người thay phụ thân ngươi đốt hương, không được có tạp niệm. Hương đốt được, chứng tỏ tâm ma chúng ta tìm là đúng. Ngô thư niên đỡ tay chu giã, đứng dậy từ trong xe lăn. Ta có một câu muốn nói, đừng có đổi ý nhé. Bùi Tiếu vội vàng kéo Tả Chi Phi đi lên phía trước. Ánh mắt Ngô Thư Niên ngưng lại, khẽ đẩy tay Chu Dã ra, thân thể chậm rãi khom về phía trước, gian nan thi lễ. sắc mặt ba người đại biến. Yến Tam hợp vươn tay ra, Bùi Tiếu đỡ lấy Ngô Thư Niên. Ngô Thư Niên chậm rãi đứng thẳng dậy, yếu ớt thở nói: Ba vị, làm ơn. Bùi Tiếu Nếu đã đồng ý rồi thì chúng ta chắc chắn sẽ cố gắng hết sức nhưng nếu như không may không tra ra được gì thì ngươi cũng đừng trách chúng ta. Vậy thì đó là mệnh của ngô gia, không trách các ngươi. Ngô thư niên vươn tay về phía Yến Tam Hợp. Yến Tam Hợp giao hương cho hắn, đồng thời sải bước lui về chỗ cũ. Tả chi phi lập tức đi theo. Sao chỉ còn lại một mình ta vậy? Bùi tiếu không hiểu gì, cũng nhanh chóng chạy tới đứng ở giữa hai người, không tự chủ được nuốt một ngụm nước miếng. Tả ngũ thập, Yến Tam Hợp, con bà nó ta căng thẳng quá. Tạ ngũ không để ý tới hắn. Yến Tam Hợp càng không để ý tới hắn. Cô mím môi dưới, nhìn ngô thư niên bước từng bước một, đồng tử hơi phóng to ra. Yến cô nương, bây giờ ta có thể đốt hương chưa? Chờ đã. Yến Tam Hợp trầm ồn mở miệng. Quý lão phu nhân trước khi chết trong đầu nghĩ đến một con chó đen, con chó đen đó là do ngô quan nguyệt tặng. Ngô quan nguyệt là thanh mai trúc mã của quý lão phu nhân, trên người hắn chảy huyết mạch hai vương tộc, một đời kiêu hùng, cũng là đại anh hùng trong lòng vô số người. Hai người vì chó mà kết duyên, này sinh tình cảm với nhau. Hồ Tam Muội là nữ tử duy nhất Ngô Quan Nguyệt từng thích, nhưng lại chỉ có thể buông tay. Hồ Tam Muội mang theo sự không cam lòng rời khỏi Sơn Bắc Thương, đến Quý gia làm tiểu thiếp. Mục đích Quý gia nạp nàng là vì chính thê sức khỏe không tốt, không thể sinh con, cần nàng cho nối dõi tông đường cho Quý gia. Cái bụng của Hồ Tam Muội cực kỳ có tiền đồ, lần đầu sinh con trai con trai ghi trên danh nghĩa chính thê tính là con trai trưởng do chính thê nuôi dưỡng lớn lên đứa thứ hai vẫn là con trai hồ tam muội chủ động đưa con trai cho chính thê còn mình thì kéo thân thể vừa mới sinh đi hầu hạ mẫu thân chồng dần dần hồ tam muội đứng vững trong quý gia nàng bị người tính kế cũng tính kế người khác nàng phục thấp làm nhỏ chịu đựng rất nhiều năm sau khi chính thê chết thì được phủ chính trở thành nữ chủ nhân chân chính của quý gia theo tuổi tác dần dần lớn lên, Hồ Tam Muội thất sủng ở Châu Trượng Phu, không thân thiết với hai đứa con tai, hôn nhân của con trai thậm chí không do mẫu thân ruột của nàng làm chủ. Trong mắt hai đứa con trai lớn, mẫu thân ruột chân chính của bọn họ là Trương Thị Đá qua đời. Hồ Tam Muội từ lúc làm con dâu cho đến mẫu thân chồng, bắt đầu đắn đo nắn bóp người khác, cô con dâu thứ ba Ninh Thị tự bà chọn chúng cũng trở mặt thành thù với bà, khiến bà trở thành trò cười của quý gia. Hồ Tam Muội vốn là một nữ ngư dân nghèo khó, sau khi một chân bước vào kinh thành bèn không ra khỏi kinh thành đến chết đều bị vây giữ ở hậu viện quý gia cuộc đời bà không có ánh sáng chiếu vào cũng không nhìn thấy phương hướng phía sau trước mắt đều là một vùng u ám mênh mông tuy rằng cầm y ngọc thực tuy rằng con cháu đầy đàn nhưng bà vẫn sống không hề vui vẻ hồi ức tốt đẹp nhất cả đời nàng là lúc ở huyện đông hưng là ở bên bờ sông bắc thương là ngô công tử quý tộc tuấn tú đến mức không thể tuấn tú hơn là con chó đen tuyệt thực mà chết, có tình có nghĩa kia. Phần lớn thời gian trong cuộc đời bà đều dựa vào đoạn hồi ức này mà sống, nhớ mãi không quên, một thời gian sau, tâm niệm thành ma, cho nên sau khi chết quan tài không khép lại được. Một chữ cuối cùng rơi xuống, Yến Tam Hợp nhìn Ngô Thư Niên. Ngô Thư Niên, ngươi hiểu chưa? Hiểu rồi, Hồ Tam muội thực ra cũng là một người đáng thương. Bởi vì bệnh tật, mồ hôi toát ra từ trên mũi Ngô Thư Niên hắn dịch bước chân đến trước tế đàn, hướng kẹp giữa hai bàn tay chắp lại, sau khi hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại. Hồ Tam Muội Giọng nói của hắn vì suy yếu mà hết sức mềm mại, giống như tiếng nỉ non giữa tình nhân vậy. Ta là con trai của Ngô Quan Nguyệt, tên Thư Niên. Phụ thân ta từ 9 năm trước đã qua đời, người đi rất đột ngột, ngã một cái thì không đứng lên được nữa. Lần cuối cùng khi cha ta còn sống từng quay về phố cổ sông Bắc Thương, lúc đứng bên bờ sông Bắc Thương, người từng nói với ta về bà, người nói, bà là nữ tử duy nhất mà người từng thích. Người không cưới bà là vì người chuẩn bị làm một việc khiến đất trời rúng động, nhưng người bà cần là một tiểu viện tứ hợp, một gia đình đơn giản, điều đó không không thể cho được. Cả đời này của cha ta cũng rất đáng thương, tài hoa hoài báo, hùng tâm tráng trí đều không thực hiện được, cuối cùng còn làm quân chủ lưu vong, trốn đông trốn tây. Nơi nào thương tâm nhất, quan sơn kiến thu nguyệt, đây là tên của phụ thân ta, Bà nghe thử đi, đến cái tên cũng thảm như thế, bà nên thấy may mắn vì không đi theo ông. Lời nên nói ta đều đã nói rồi, bà đừng oán người, nên buông tay thì buông đi. Đừng làm cô hồn giá quỷ nữa mà đi đầu thai đi, nếu như. Hốc mắt Ngô Thư Niên ửng đỏ, giọng nói chậm rãi nghẹn ngào. Nếu như bà ở bên kia gặp được người thì thay ta nói với người một câu, kiếp sau chúng ta hãy lại làm cha con. Ta làm cha, người làm con, ta chắn cho người một đời mưa gió chương 153, hương gãy. Một chữ cuối cùng rơi xuống, mô thư nhiên vươn tay, cắm hương vào lư. Hô hấp của mọi người đều ngưng lại, ánh mắt đều dừng trên nén hương kia. Bùi tiêu bóp chặt cánh tay tạ chi phi, cách một lớp áo hắn cũng cảm thấy được tóc gáy mình đang dựng thẳng lên. Tạ ngũ thập, câm miệng. Tạ chi phi nhìn chằm chằm nén hương, không chớp mắt. Trong viện yên tĩnh như chết, đến tiếng hít thở nhỏ nhất cũng không nghe thấy thời gian lúc này như bị phóng đại và kéo dài đến vô hạn, chỉ mới thở vài hơi mà chậm như đã qua một đời một kiếp vậy. Đầu hương từng chút bị đốt cháy, một luồng khói trắng lượn lờ bay lên. Yến tam hợp, cháy rồi, tâm ma của lão phu nhân tìm đúng rồi, quý gia được cứu rồi. Bùi tiếu mừng rỡ như điên, vừa quay đầu thì phát hiện cả người Yến tam hợp như mới bị vứt từ dưới nước lên, mồ hôi chảy ra ướt đám cả người. Người, câm miệng ánh mắt yến tam hợp vẫn không rời khỏi nén hương kia lúc này ngô thư niên cắm hương vào lư hương nghiêng mặt dùng ánh mắt hỏi yến tam hợp yến tam hợp nhẹ nhàng gật đầu sống lưng hắn vẫn luôn cố gắng thẳng lên lúc này chợt sụp xuống chu giã vội vàng đẩy xe lăn tiến lên đỡ ngô thư niên đang run rẩy vào trong xe lăn điều kế tiếp chính là chờ đợi hương đốt lên từng chút yên lặng quá yên lặng đến mức người ta có thể nghe được tiếng tim đập của chính mình. Dần dần, đôi lông mày kiếm của tả chi phi nhíu lại với nhau. Không đúng lắm. Lần trước đốt hương không lâu như thế, hương cắm vào trong lư, chỉ một ngọn gió thổi qua đã đốt xong rồi, nhưng hôm nay... Sao cháy chậm thế? Tả chi phi không nhịn được, dùng cánh tay khẽ nhích vào tay Yến Tam Hợp, Yến Tam Hợp giống như bị kinh hãi, run rẩy cả người. Mà đúng lúc này, bùi tiếu đột nhiên hét to chuyện gì vậy sao hương lại tắt rồi? Không có gió, nhưng hương đốt được một nửa thì tự tắt. Gặp mà rồi, mọi người chỉ cảm thấy da đầu tê dại, mồ hôi lạnh tuôn ra. Bùi tiếu hết một tiếng, ôm chặt lấy tả chi phi từ phía sau. Máu trong người tả chi phi đều trào lên đầu, lúc này làm sao còn để ý tới hắn, bắt lấy cánh tay Yến Tam Hợp. Yến Tam Hợp, chuyện này là sao? Đầu óc Yến Tam Hợp kêu ong ong mồ hôi to như hạt đậu nhỏ từ chán xuống, môi hé ra khép lại mấy lần, cuối cùng cũng tìm được giọng nói của mình trong mớ suy nghĩ lộn xộn. Đừng hoảng hốt. Nàng giãy tay mình khỏi tay tạ chi phi, đi tới trước lư hương, vân tay ra cầm lấy nén hương đã cháy một nửa kia, nhìn đi nhìn lại. Lý bất ngôn đi tới. Tiểu thư. Yến tam hợp ngẩng đầu. Ánh mắt hai người nhìn nhau một lát, Lý bất ngôn sau khi thở dài thì lấy hương từ trong tay nàng đi tiện tay bỏ lại vào trong tay này. chu dã vừa thấy họ cất hương vào thì cực kỳ ngạc nhiên. yến cô nương chuyện gì thế? yến tam hợp cười khổ. hương này dùng cho cho người chết hóa niệm giải ma có ba tình huống đối với loại hương này. chu dã ba loại nào? thứ nhất là không thắp được, điều này có nghĩa là người thắp hương không thành tâm. thứ hai là đột nhiên gãy, điều này nghĩa là tâm ma sai từ gốc rễ. loại ba thì đốt một nửa thì tắt, điều này nghĩa là Yến Tam hợp cười khổ. Tâm ma của Hồ Tam muội không chỉ có một mình Ngô Quan Nguyệt. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Bà ngoại ta còn có tâm ma khác ư? Bùi Tiếu vò đầu bứt tai, tâm loạn ý tê, ngũ tạm lục phủ như bị đốt cháy. Yến Tam hợp, tâm ma này giải một nửa, vậy quý gia chúng ta sẽ không có gì thay đổi. Yến Tam hợp, chỉ khi tất cả tâm ma đều được giải thì quý gia mới có thể ngừng xui xẻo được giải một nửa cũng gặp nhiều trắc trở như vậy rồi, còn có một nửa. Bà ngoại của ta ơi, khi còn sống bà có buồn bực gì cũng chẳng rên một tiếng, đến khi chết thì hết tâm ma này đến tâm ma khác, bà là muốn tra tấn chết cháu ngoại của bà mà. Bùi tiếu muốn gào khóc. Yến cô nương. Mô thư niên ngồi trên xe lăn cúi đầu gọi một tiếng. Chúng ta, có giúp được gì không? Không vội, để ta suy nghĩ, ta phải suy nghĩ thật kỹ. Yến Tam Hợp bình tĩnh đi ra ngoài viện, bỏ lại tầm mắt mọi người lại phía sau. Yến cô nương. Mô thư niên ngồi trên xe lăn cúi đầu gọi một tiếng. Chúng ta, có giúp được gì không? Không vội, để ta suy nghĩ, ta phải suy nghĩ thật kỹ. Yến tam hợp bình tĩnh đi ra ngoài viện, bỏ lại tầm mắt mọi người lại phía sau. Sao lại đi rồi, không cùng thương lượng với nhau sau. Bùi tiếu đang muốn đuổi theo thì bị tạ chi phi túm lấy. Người yên tĩnh cho ta, để nàng yên tĩnh một chút không biết đi hướng nào, dù sao cũng là dọc theo đường mòn đá xanh. Nhưng sợ lạc đường, nên đi một đoạn lại quay trở lại. Thời tiết nóng bức một ngọn gió cũng không có, tiếng côn trùng liên tục kêu lên, nhưng hết thảy đều không rơi vào trong tai Yến Tam hợp. Đầu óc nàng giờ phút này là một con ngựa chạy ngàn dặm phi như bay trong đồng hoang, từ hồ Tam muội cứu con chó đen kia làm khởi điểm, chạy về đến lúc bà chút hơi thở cuối cùng. Ngoại trừ một Ngô Quan Nguyệt còn có cái gì có thể làm cho hồ tam muội tâm niệm thành ma nàng có bỏ sót gì không thư niên chủ thượng yến tam vừa chân dừng lại thì quay phát người sừng sốt một lát rồi vội tiến lên trong sân mô thư niên ngồi trên xe lăn ngã vào lòng chu giã không nhúc nhích hắn làm sao vậy chu giá đau ngất đi rồi yến tam hợp cao giọng nói vậy mau bế hắn vào trong phòng đi còn thất thần làm gì nữa Chu Dã ngẩng đầu nhìn Yến Tam Hợp, khẽ nở nụ cười. Trước khi đến y đã dặn, không muốn trở về phòng, trước khi các ngươi đến, y đã tròn một năm không ra khỏi căn phòng kia rồi. Yến Tam Hợp đau lòng, không chút suy nghĩ đã nói. Hoàng Kỳ, đi lấy hoàn hồn đan đi, phải nhanh lên. Lúc này uống có tác dụng nữa không? Hoàng Kỳ không quyết định được, dương mắt nhìn chủ tử nhà mình. Bùi tiếu vừa nghe Yến Tam Hợp nói đến hoàn hồn đan, thì biết Ngô thư niên này vẫn còn tác dụng với họ. Ngu xuẩn, còn không mau đi đi. Khoan đã. A à, Cường tiến lên một bước chặn đường. Đã đến lúc mấu chốt rồi, con rùa nhà ngươi còn sợ chúng ta bán ngươi sao? Bùi Tiếu trời ầm lên. Cút ngay, hoàn hồn đan ông đây mang theo còn tốt hơn các ngươi mua được gấp 10 lần. A à, Cường dẫm chân một cái. Ta muốn hắn đi theo ta, ta biết đường tắt. Hoàng Kỳ, đi. Tư vị trong lòng Bùi Tiếu rất khó nói nên lời ngượng ngùng nói. Chu đại nhân, bế hắn vào trong ghế nằm, như vậy hắn sẽ thoải mái hơn. Tả Chi Phi cũng thấp giọng đề nghị. Trong nhà còn thuốc không, có thể cho hắn uống thử. Chu giả ôm lấy tay ngô thư niên, khẽ run lên. Thư niên à, ngươi nói đúng, ba người trẻ tuổi này thật sự đều là người tốt. Người đâu, Chu giá bình tĩnh dặn dò, lấy ghế nằm, đi sắc thuốc, lại lấy chăn đến đây. Vâng. Sau một hồi lúm cuống tay chân, trong viện lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Bùi tiếu nhìn sắc mặt ngô thư niên, do dự một hồi lâu rồi thấp giọng nói. Hắn e là không còn mấy canh giờ nữa, chu đại nhân, hậu sự đã chuẩn bị xong chưa? Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 154, Tổ Huấn. Mọi người vừa nghe thấy lời này, ánh mắt đồng thời chừng bùi tiếu một cái. Nếu như không có chuẩn bị, bùi tiếu gượng gạo nói. Chúng, chúng ta sẽ ở lại giúp. Không cần. Chu Dã ngồi xổm xuống, nắm lấy bàn tay gầy như que củi của Ngô Thư Niên đặt ở lòng bàn tay mình, nhẹ nhàng xoa bóp cho hắn. Trà sát tay xong lại bắt đầu trà sát chân. Chân Ngô Thư Niên một năm bốn mùa lạnh như băng, dùng nước nóng đun cũng không ấm lên, chỉ khi hắn dùng tay trà sát mới có thể xoa ra chút độ ấm. Yến cô nương sai người đi lấy hoàn hồn đan, hẳn là muốn nghe được gì đó từ miệng thư niên nhỉ. Chu giã mở miệng, Yến tam hợp hết sức thẳng thắn ngươi đoán đúng rồi, ta quả thực còn mấy câu muốn hỏi hắn. Chu giã chậm rãi nói. Lát nữa hắn tỉnh lại, ngươi tranh thủ thời gian hỏi, hỏi xong, các ngươi hãy rời đi đi. Còn chút thời gian cuối cùng, ta không muốn có người tới quấy rầy hắn. Được. Yến Tam hợp cúi đầu nhìn Chu giã, lại thấy trên khóe mắt hắn có một chút nước mắt thoáng qua rồi biến mất. Nàng chợt thấy đau xót, ngồi sổm xuống. Ta còn mấy câu hỏi muốn hỏi Chu đại nhân. Chu giã liếc nhìn nàng một cái, hờ hững cười nói cô nương muốn hỏi ta vì sao phải trộm tám trăm lượng bạc kia yến tam hợp ừ chu giả thư niên vừa nói rồi đó ta muốn cho y mọi điều tốt nhất yến tam hợp thật sự là như vậy sao đúng chu giả ấy náy cười y từ nhỏ cầm y ngọc thực chưa từng nếm qua chút khổ sở nào ta không muốn bạc đãi hắn thời gian lâu dài nên trong người không dư giả gì lắm nếu không dư giả thì vì sao còn muốn đi giúp dân chúng Yến Tam hợp ánh mắt thật sâu. Thậm chí không tiếc mình đi làm trộm. Chu Dã. Khát vọng cả đời của chủ thượng không thực hiện được, ta có thể làm thay người. Ngoại trừ chăm sóc thư niên cho người thì cũng chỉ có chút chuyện đó thôi. Yến Tam hợp. Ngươi không sợ sau khi dân chúng biết? Yến Cô Nương. Chu Dã lạnh lùng ngắt lời. Không phải mỗi một việc ta làm đều cần để cho người khác biết nguyên do. Bọn họ nhớ ký điểm tốt của ta cũng được, biết ta làm trộm, hận ta cũng được những thứ này đều không liên quan đến ta. Sắc mặt Yến Tam hợp chợt trở nên trắng bệch. Tổ phụ cũng như vậy, bọn họ thế mà là cùng một loại người. Câu hỏi tiếp theo, có thể có chút không vừa tai. Nàng đè nén khó chịu trong lòng. Ngươi là người Hoa sao lại nhận cha con Ngô Gia làm chủ? Không phải chỉ có dân chúng đại tề tranh giành thức ăn với chó hoang, ta cũng từng làm việc này. Chu giã liếm đôi môi khô khốc. Mười mấy con chó hoang đuổi theo ta, là chủ thượng cứu ta từ trong miệng chó, ân cứu mạng tất nhiên lấy mạng báo đáp rồi. Năm đó ngươi bao nhiêu tuổi? Sáu tuổi." Chu giả không muốn nói nhiều chuyện của mình, quay lại nhìn Yến Tam Hợp. "Còn muốn hỏi gì nữa?" "Yến Tam Hợp, công phu cửa ngươi là từ đâu mà có?" Chu giả liếc mắt nhìn các huynh đệ vây quanh phía sau. "Muốn ở lại bên cạnh quý nhân xin miếng cơm ăn, dù sao cũng phải cho quý nhân biết tác dụng của ngươi." ngoại trừ liều mạng học công phu, thiếp không có con đường thứ hai để đi. Yến Tam Hợp Như vậy ngươi đến Hoa Quốc làm quan, là ngô quan nguyệt sắp xếp sao? Chu giã tán thường từ tận đáy lòng. Yến cô nương thật thông minh, không có chủ thượng thì sao ta có thể vào quan trường Hoa Quốc được? Như vậy ta có thể cho rằng... Yến Tam Hợp suy nghĩ cách dùng từ. Ba ông cháu bọn họ có thể sống sót trong cuộc chiến đó, có mối liên quan rất lớn với ngươi. Ừ, Chu giã không chút do dự thừa nhận không chút ấy náy. Là ta báo tin, cũng là ta tiếp ứng, nhưng ta không phải là phòng tuyến cuối cùng của chủ thượng. Cô nương nhìn bọn họ xem, mỗi người bọn họ đều là phòng tuyến cuối cùng mà chủ thượng sắp xếp. Yến Tam Hợp nhìn đám người mặc áo đen phía sau. Nói cho cùng, Ngô Quan Nguyệt vẫn sợ chết, hắn để lại đường lui cho mình. Lần này, cô nương đoán sai rồi. Giọng Chu giã thê lương nói không nên lời. Nhiệm vụ của chúng ta không phải bảo vệ chủ thượng, mà là bảo vệ thư niên và tiểu chủ tử, là ta tự chủ trương đánh ngất chủ thượng đưa về. Yến Tam hợp nhướng mày. Ngươi tự chủ trương, bởi vì hắn biết, nếu phụ thân ta mất thì người uất ức mà chết sẽ là ta. Không biết khi nào, một thư niên trên xe lăn đã mở mắt, ánh mắt bình tĩnh nhìn Chu Giả. Chu Giả cũng quay lại nhìn hắn. Ngàn vạn tình ý đều ở trong ánh mắt này. Những người và việc còn lại đều bên ở ngoài ánh mắt này. Yến Tam hợp xấu hổ không biết đặt ở đâu, đột nhiên thấy sau lưng căng thẳng, quay lại thì thấy mình bị người khác sách lên. Còn chưa kịp lên tiếng thì bàn tay sau lưng đã buông lỏng, nàng vững vàng đặt xuống một cái ghế trúc. Không cần ngẩng đầu cũng biết, vừa rồi là Tạ Phong lưu làm. Ngực Yến Tam hợp chợt nóng lên, cảm thấy bây giờ không chỉ ánh mắt xấu hổ, toàn thân đều rất xấu hổ. Cô không thể không ho khan một tiếng, cắt đứt hai người trước mặt. Ngô thư Nhiên ngươi cảm thấy thế nào rồi ngô thư niêm nhắm mắt lại khẽ cười không sao hẳn là hồi quang phản chiếu thôi yến tam hợp chua sót nở nụ cười vậy nhân lúc đang hồi quang phản chiếu ngươi lại giúp ta ngẫm lại về tâm ma của lão phu nhân đứng ở phụ thân ngươi trên lập trường còn có thể nghĩ đến cái gì nữa không ngô thư niên mở to hai mắt rất nghiêm túc phân tích nói tâm ma của lão phu nhân là một con chó đen chó là cha ta tặng cho bà ấy ta âm thanh chợt im bặt. Chu Giã thất thanh kinh hô. Thư Niên, Ngô Thư Niên. Ngô Thư Niên hơi động đẩy tay. Chu giá thấy thì im lặng thở phào. Cùng lúc đó, Tạ Chi Phi và Bùi Tiếu liếc nhau, cũng đè tâm trạng vừa nhấc lên xuống. Sợ chết khiếp. Vừa rồi bọn họ còn cho rằng người này đã đi rồi. Yến Tam hợp vội đứng lên, khom lưng, cúi đầu. Ngô Thư Niên, có phải ngươi vừa nghĩ tới cái gì không? Hắn gật đầu ta nghĩ tới một việc, không biết có tác dụng với các ngươi không. Yến Tam Hợp Ngươi nói đi, chó là loài rất quan trọng đối với ngô thị chúng ta. Năm đó ngô thị còn là vua của đại tề, có một năm vương cung bị cháy, là con chó ngô vương nuôi cắn y phục ngô vương, lôi hắn ra khỏi lửa. Ngô thư nhiên vì đau đớn mà hụt hơi mấy lần. Thế là ngô vương hạ lệnh, con cháu ngô thị đời đời không được giết chó, cũng không được ăn thịt chó, ngô gia chúng ta. Ngô gia không giết chó ư kẻ hét lên kinh ngạc là tạ chi phi trong giọng nói của hắn chứa sự kinh ngạc không nói nên lời còn có hoảng loạn ngô thư niên suy yếu gật đầu đây là tổ huấn ghi vào gia phả ngô gia nếu ngươi không tin ta bảo a à, giá đưa cho ngươi xem yến tam hợp yến tam hợp yến tam hợp tạ chi phi gấp gáp gọi tên cô trái tim yến tam hợp trong nháy mắt vọt lên cổ hỏng đừng gấp đừng gấp ngươi cứ từ từ nói có phải có chỗ nào kỳ lạ không chương 155, vô tội. Tả Chi Phi bình tĩnh nhìn cô, nhưng lại chẳng nói một chữ. Yến Tam Hợp thấy rất rõ ràng, đồng tử của người này đang giãn ra. Chuyện gì đã xảy ra với hắn? Hắn nghĩ gì thế? Tả Chi Phi nghĩ tới chuyện, trịnh ra có chó, hơn nữa không chỉ có một con, dùng để trông nhà hộ viện, trong đó có một con tên là A Hoàng, khi còn bé hắn còn từng cưỡi trên người A Hoàng. Nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà giọng tả chi phi run rẩy vĩnh hòa năm thứ tám trong thảm án trịnh gia không có một con chó nào còn sống cái cái gì các ngươi nói nói cái gì a à, dã mau mau đỡ ta khụ 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 chu dã vừa xoa ngực cho mô thư niên vừa hét to tam gia ngươi nói rõ ràng đi coi như ta cầu xin ngươi ta từng xem hồ sơ vụ án của trịnh gia Tả chi phi hoàn toàn tỉnh lại trong hồ sơ ghi trịnh gia ngoại trừ gà trong lồng vịt trong lồng mèo sợ tới mức chảy tán loạn khắp nơi thì không có một người sống đến chó cùng bị giết bùi tiếu cứng đờ cả người lập tức mở to hai mắt ta nghĩ tới một việc hoàng kỳ ở phố cổ hỏi thăm trở về nói người ngô gia không ăn thịt chó nói như vậy vụ án trịnh gia vụ án trịnh gia quả thực có vấn đề yến tam hợp cực kỳ bình tĩnh tiếp lời chó có ấn với ngô gia tổ huấn của ngô ra tổ dậy không giết chó không ăn chó, Ngô Quan Nguyệt nhảy vào sông Bắc Thương, kết duyên với Hồ Tam Muội, hơn phân nửa là bởi vì tổ huấn này. Mà vụ án của Trịnh gia, không có một con chó nào còn sống, như vậy nói cách khác, vụ án này không thể là Ngô gia làm. Chữ cuối cùng vừa dứt, Tạ Chi Phi lảo đảo lui về phía sau vài bước. Sao có thể sai được chứ? Tứ bộ liên thủ, hình bộ, đại lý tự, đô sát viện, cẩm y vệ. Không nên như vậy chứ? Tạ Chi Phi vô cùng mờ mịt. Ngô. Một chữ. Ngô. Còn chưa nói ra khỏi miệng, hắn đã biến sắc. Nước mắt không ngừng chảy từ khóe mắt ngô thư nhiên ra, hắn vì kích động đến run rẩy. A à giá, a à giá, ta ở đây, thư niên, ta ở đây, nghe, nghe, nghe chưa, bọn họ nói nói, không phải ngô gia chúng ta làm, không phải ngô gia chúng ta, ngô gia chúng ta, là, vô tội, ừ, ừ, ta nghe rồi, nghe rồi. Khóe miệng ngô thư niên khẽ động đẩy, lộ ra nụ cười nhạt. Ta có mặt mũi, có mặt mũi, đi gặp, gặp cha rồi, ừ, ừ, ừ. Ngô thư thanh niên nhắm mắt lại, không thể nghe thấy nói. Vậy, về, nhà đi, ta mệt rồi, muốn, ngủ một lát, được, về nhà, chúng ta về nhà. Chu giã dùng sức bế ngang người hắn, ánh mắt lại nặng nề rơi trên mặt yến tam hợp. Ta thực ra rất hy vọng yến cô nương có thể hỏi ta một vấn đề khác yến tam hợp đối diện với ánh mắt hắn sau đó hít sâu một hơi ngươi không biết thật ra ta rất muốn hỏi nhưng vẫn cố nhịn lại sợ ngươi để ý không dám hỏi chu dã mím môi thành một đường nhẹ nhàng cười nói yến cô nương giải ma cho người chết ngươi còn có gì không dám sao đúng vậy còn có cái gì không dám yến tam hợp rất thẳng thắn mà hỏi ra lời đáy lòng hắn cưới vợ sinh con ngươi lại lẻ loi một mình ngươi cam tâm sao chu giã không đáp mà hỏi ngược lại yến cô nương có thích người nào chưa không có yến tam hợp lắc đầu chờ yến cô nương ngày nào đó có người mình thích thì sẽ hiểu có một người khiến ngươi có thể thay hắn chết cũng cam tâm tình nguyện trái tim yến tam hợp chấn động có sao sẽ có một người như vậy ta thích đến mức có thể chết thay hắn sao hoặc là có một người như vậy thích ta đến mức chết thay ta. Tam gia, chu giã đôi mắt đen kịt. Cái nhẫn ngọc kia kính xin tam gia nhận lấy, thư niên không thích nhất là thiếu nợ người khác, ta sợ hắn đi không yên ổn. Tạ chi phi còn đắm chìm trong khiếp sợ khi tìm được chứng cứ, mờ mịt gật đầu. Ờ, à, bùi đại nhân. Chu giã nhìn bùi tiếu với ánh mắt tang thương. Hoàn hồn đan quá đắt, hạ giá đi, mạng người giàu là mạng, mạng người nghèo cũng là mạng. Đây không phải chuyện một mình ta có thể quyết định ta trở về thương lượng với cha một chút. Bùi tiếu khẽ cắn môi, dậm chân một cái. Ai ra, sau này ngươi muốn uống thì ta bán rẻ cho ngươi. Vậy hứa nhé. Chu giã ngẩng đầu, thở ra một hơi thật dài. Ba vị, nước xanh còn đó, sông kia chảy dài, ngày sau không biết khi nào gặp lại, tại hạ cáo tử. Dứt lời, hắn thản nhiên cười, ôm người trong ngực xoay người đi ra sân. Và không hề quay đầu lại. Yến Tam Hợp không xác định mình hoa mắt, hay là suy nghĩ nhiều, nàng luôn cảm thấy nụ cười này của Chu Dã kỳ lạ nói không nên lời. Chủ tớ Ngô Thư Niên vừa đi, người áo đen trong nháy mắt cũng đi sạch sẽ. Ngôi viện trống rỗng, không ai mở miệng nói chuyện, sắc mặt mọi người đều rất khó coi. Chỉ trong thời gian ngắn ngủn một chén trà, không chỉ phát hiện tâm ma của lão phu nhân chỉ giải được một nửa, Ngô Thư Niên còn sắp chết. Khiến họ khó chấp nhận nhất đó là thảm án diệt môn của trịnh gia lại có thủ phạm khác dù là ai thì lúc này cũng khó mà bình tĩnh được. Hoặc có thể nói là khiếp sợ. Người phá vỡ im lặng chính là Lý Bất Môn. Hay là suy nghĩ một nửa tâm ma kia của lão phu nhân là cái gì đi? Giống như có một chậu nước đá đổ từ đầu đến chân, bùi tiếu giật mình. Đúng, thời gian không đợi người, chúng ta phải lập tức về kinh thành. Không thể quay về. Tả chi phi quả quyết từ chối. Lỡ như tâm ma của lão phu nhân còn ở bờ sông Bắc Thương thì sao? vẫn còn ở bờ sông Bắc Thương Ư. Bùi Tiếu lập tức không có chủ kiến. Yến Tam Hợp, ngươi nói xem. Yến Tam Hợp nhìn tạ chi phi, đi tới ghế thái sư ngô thư niên vừa ngồi, lặng lẽ ngồi xuống. Ánh đèn cung đình chiếu xuống trên mặt của nàng, khuôn mặt kia thật đúng là mệt mỏi, đáy mắt tỏa ra một tầng màu xanh đen dày đặc, còn ngươi phủ đầy tơ máu. Cô lấy tay che mặt, rất lâu cũng không nói lời nào. Lúc này nàng mới biết được, tâm tư của một nữ nhân nội trạch có thể giấu sâu đến đâu, sâu đến mức truy tìm nguồn gốc đến thời thơ ấu của bà, cố hương của bà, thanh mai trúc mã của bà vẫn có nơi không sờ tới được. Cũng khó trách người đời đều nói, lòng người giống như biển, sâu không thấy đáy. Thời gian trôi qua từng chút, Yến Tam Hợp mở mắt ra, ngần từng chữ. Khởi hành hồi tinh đi, một nửa tâm ma của lão phu nhân sẽ không ở bờ sông Bắc Thương nữa. Tả Chi Phi im lặng một lát, truy hỏi. Tại sao lại nói như vậy? Lão phu nhân sống 68 tuổi, 16 tuổi rời khỏi sông Bắc Thương. Trong 16 năm này, điều khắc cốt ghi tâm chỉ có một mình ngô quan nguyệt. Yến Tam hợp chống tay nắm ghế, đứng lên. Năm 10 năm còn lại bà đều sống ở Kinh Thành, đó mới là một đoạn năm tháng dài đằng đẵng. Tạ Chi Phi cũng không tranh cãi với cô. Nhưng Kinh Thành chúng ta đều đã điều tra rồi, nhưng có gì đâu. Yến Tam hợp im lặng một lát. Có lẽ chúng ta tìm kiếm chưa đủ cẩn thận, chưa đủ sâu, có lẽ có điều gì đó chúng ta đã bỏ qua." Tạ Chi Phi không phản bác nữa, mà nhẹ nhàng gật đầu. "Được, nghe lời ngươi." Chương 156, lửa lớn. Tam gia vừa nói xong, những người còn lại đều không có ý kiến. Bùi Tiếu lòng nóng như lửa đốt, nói với Yến Tam hợp. "Hồi kinh như thế nào, vẫn là nghe ngươi, nói tóm lại là phải nhanh, không biết tình hình trong kinh thành như thế nào rồi." Yến Tam Hợp đang muốn nói chuyện thì chợt trước mắt có cái gì sáng ngời. Lý bất ngôn quay đầu nhìn lại, quá sợ hãi. Không tốt, tòa nhà này cháy rồi, cháy rồi, làm sao có thể? Bùi Tiếu kiễng chân nhìn, thần sắc lập tức cứng đờ. Là bốc cháy, ánh lửa trong khoảnh khắc đã rực sáng nửa bầu trời đêm, khiến ngọn núi xanh xa xa trở nên rõ ràng. Tả Chi Phi nhíu mày, đang yên đang lành, sao lại bốc cháy được? Không hay rồi. Yến Tam hợp nghĩ đến nụ cười cuối cùng của Chu Dã, lòng trầm xuống. Đi, chúng ta đi xem thử. Bùi Tiếu đưa tay ra ngăn. Xem gì nữa, lại chậm trễ thời gian, chúng ta tránh ra. Yến Tam hợp hất Bùi Tiếu sang bên cạnh, chạy như bay. Ta ngũ thập, ngươi xem nàng, đừng nói nhảm nữa. Tạ Chi Phi túm lấy Bùi Tiếu, đuổi theo Yến Tam hợp. Đây là lúc Yến Tam hợp chạy nhanh nhất trong 17 năm sống trên đời. Gần như chạy muốn tắt thở rồi Lý bất môn sợ thể lực nàng không chịu nổi Túm lấy cánh tay nàng Dùng chút sức mang theo nàng chạy Nơi có lửa là một sân viện rộng rãi Hai người vừa xông vào Đã bị luồng sóng nhiệt cuồn cuộn đập vào mặt đến mức rụt chân lại Trong sóng nhiệt Tất cả người mặc áo đen đều quỳ gối trong sân Không nhúc nhích nhìn ngọn lửa lan ra khắp nơi Có nước mắt chảy khỏi hốc mắt bọn họ Sao lại cháy vậy? Yến Tam hợp lớn tiếng hỏi Người áo đen không trả lời nàng. Ánh mắt Yến Tam Hợp vội đảo qua những người này, phát hiện trong đám người này không có Chu giã. Chu Giá đâu, Chu Giá đâu? Hắn ở đâu? Có người mặc áo đen nghiêng đầu, mặt đầy nước mắt nói với Yến Tam Hợp. A à, Giá ca ở bên trong, huynh ấy nói chủ thượng đi một mình sẽ cô đơn. Cô đơn cái rắm, Yến Tam Hợp sốt ruột giống to. Các người đi cứu hắn ra, mau đi, mau đi, mau đi cứu hắn ra. Cô vừa gào thét vừa nhấc chân xông vào bên trong. Lý bất ngôn sợ tới mức hồn phi phách tán, ôm chặt lấy cô. Tam hợp, tam hợp, ngươi bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút. Đi cứu hắn, cứu hết bọn họ ra, cứu hết ra. Yến tam hợp giống như người điên, vừa ra sức dãy ruộng, vừa điên cuồng hô to. Chu giá, ngươi ra đây cho ta, ra đây, chạy ra mau, đừng chết, đừng chết, chạy đi. Nàng giống đến khàn cả giọng, cả khuôn mặt bởi vì dùng sức mà trở nên vặn vẹo dữ tợn, ở trong ánh lửa nóng đỏ, cực kỳ giống lệ quỷ từ trong địa ngục bò lên. Yến Tam Hợp, Yến Tam Hợp. Yến Tam Hợp nghe được giọng tạ chi phi, vội vàng xoay người, túm lấy vạt áo hắn. Tạ chi phi, đi cứu bọn họ, cứu bọn họ ra. Mau lên, Yến Tam Hợp, đây là quyết định của bọn họ. Rất đau, sẽ rất đau đó, đừng mà, đừng mà. Tạ chi phi thấy cô giống đến đứt gan đứt phổi, không nghe lọt điều gì, trong tình thế cấp bách bèn giơ tay lên rồi hạ xuống. Sự đau đớn sau gáy chuyển đến, Yến Tam Hợp mở to mắt, dùng chút sức lực cuối cùng nhìn về phía ánh lửa. Cô dường như nhìn thấy khuôn mặt bình thản không có gì của chu giã, hắn khẽ cười với cô. Yến cô nương, tài hà cáo từ. Nước mắt lặng lẽ chảy xuống, Yến Tam khép mắt lại, giọng nói đinh tai như óc của A Cường ở sau lưng kêu lên. Chủ thượng, A Giá Ca đêm khuya trên quan đảo, hai chiếc xe ngựa chạy như bay về phía kinh thành. Người lái xe, một người là Chu Thanh, một người là Hoàng Kỳ. Lúc tia nắng ban mai chiếu vào, Yến Tam Hợp mở to mắt, thứ đập vào mắt chính là ánh mắt lo lắng của Lý Bất Ngôn. Dưới thân sóc này không ngừng, hẳn là ở trong xe ngựa. Nàng vừa ngồi dậy vừa hỏi. Chúng ta đang chạy về phía kinh thành sao? Câu hỏi này khiến nàng hơi khiếp sợ. Yến Tam hợp chỉ vào cổ họng mình, hoảng sợ. Cổ họng ta làm sao vậy? Ngươi nha còn không biết xấu hổ hỏi. Lý bất ngôn làm một động tác muốn bóp chết nàng. Kêu khàn cả giọng như vậy, cổ họng không khàn mới là lạ. Yến Tam hợp thở dài một hơi. Yến Tam hợp. Lý bất ngôn ngồi tới đối diện nàng, ánh mắt nặng nề. Lửa lớn như vậy, ngươi liều mạng muốn xông vào, có ngăn cũng ngăn không được, là muốn hù chết ai hả? Yến Tam hợp cúi đầu xuống, mở miệng nói mấy chữ ý thức được lý bất môn không nghe thấy vội vàng ngẩng đầu chỉ chỉ khẩu hình của mình rất quen thuộc giống như mình từng trải qua vậy lý bất môn không khỏi quá sợ hãi yến tam hợp nói từng chữ lúc ta nhìn thấy lửa cứ cảm thấy như có người nhập vào cơ thể mình cũng cảm thấy ngọn lửa đó dường như đang cháy trên người ta rất đau đớn rất tuyệt vọng xem ra ngươi thật sự đã trải qua yến tam hợp gật gật đầu chua xót Lý bất ngôn cực kỳ bình tĩnh nói, người đau khổ như thế, hẳn là người rơi vào biển lửa rất quan trọng với ngươi. Ánh mắt Yến Tam hợp chợt ảm đạm. Ngươi nói xem, có thể là phụ mẫu của ta hay không? Lý bất ngôn búng chán nàng. Chuyện không có căn cứ, đừng nghĩ lung tung, ngoan ngoãn nằm xuống nghỉ ngơi đi. Sao Yến Tam hợp còn ngủ được? Bọn họ đâu? Lý bất ngôn chỉ tay về phía sau. Ở trong xe ngựa. Yến Tam hợp. Sao bọn họ không cưới ngựa? cả đám mệt như chó, ai còn cưỡi được nữa. Lý bất ngôn. Xe ngựa này là bùi đại nhân hỏi xin lão hòa thượng Trường Thanh, không chậm trễ khác nào, xuất phát suốt cả đêm đấy. Yến Tam Hợp im lặng một lát. Ngôi nhà dưới chân núi Đại Minh thì sao? Lý bất ngôn cắn cắn môi. Bị A Cường đốt rồi. Sức lực toàn thân Yến Tam Hợp thoáng cái không còn, thân thể chậm rãi dựa về phía sau. Đốt cũng tốt. Như thế thì thân phận của Chu giá quá khứ của mô thư niên hết thảy đều sẽ hóa thành cho tàn, không còn ai biết, cũng sẽ không còn có người đến quấy rầy bọn họ. A Cường sẽ mang thi hài của bọn họ lên đỉnh Đại Minh, hợp táng với Ngô Quan Nguyệt. Lý bất ngôn lắc đầu. A Cường nói không có gì đáng tiếc, chỉ tiếc mấy món đồ tốt chu giá tìm cho Ngô Thư Niên, đều đã không còn nữa. Sự thương cảm trong mắt Yến Tam không che giấu được. Thực ra đây là một kết cục tốt, Tam Gia và Bùi Đại Nhân cũng nói như vậy lý bất ngôn xoa xoa tóc yến tam hợp giọng nói dịu dàng thị vệ còn lại đều giải tán rồi ai đi đường ấy nguyên nhân khiến chu giá không dư giả còn có một nguyên nhân khác đó là hắn có tiết kiệm cho mỗi thị vệ một khoản tiền nhưng hắn không nói cho ai biết hết người này yến tam hợp lắc đầu không biết nói cái gì cho phải đúng rồi a cường chưa đi hắn nói hắn ở lại trên núi giữ mộ cho ngô gia cả đời yến tam hợp quay mặt đi cô ép chút nước mắt trực trào ra của mình vào. Im lặng thật lâu sau, nàng nhẹ giọng nói. Cũng là một kết cục tốt. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 157, ngoại truyện chu giã. Ngày ông mất, trời rất nóng. Thi thể càng ngày càng bốc mùi, chu dã mặc dù đói đến mức ngực rán vào lưng nhưng vẫn nhịn không được muốn ói. Hàng xóm chặt vài cái cây trong đêm để làm một bộ quan tài mỏng, sau khi trôn thì thím bên cạnh vụng trộm đưa cho hắn hai cái bánh bao năm đó hắn năm tuổi chu giã năm tuổi chưa từng gặp phụ mẫu cùng ông nội thuê mấy mẫu ruộng sống qua ngày cuộc sống tuy rằng khổ sở nhưng trên đầu vẫn có mái ngói có thể che gió tránh mưa ngày thứ tư sau khi ông nội qua đời người chu gia bắt đầu có người chết liên tục chỉ trong thời gian một tháng mấy trăm môi mộ mới được dựng lên quan gia đến nói là ôn dịch chu giã không hiểu cái gì gọi là ôn dịch, lại theo bản năng đi theo mấy thôn dân sống sót chạy đi. Chạy 5 ngày 5 đêm, mấy người kia cũng đã chết, chỉ còn lại một mình chu giã. chu giả không biết có thể đi đâu. Hắn đói bụng mấy ngày, thật sự đi không nổi nữa, trước mắt vừa tối sầm đã ngất đi. Tỉnh lại mới phát hiện mình bị nhốt vào một gian phòng, trong phòng có mười mấy đứa bé gầy gộc y như hắn. chu giả không có bản lĩnh gì khác nhưng lại rất nhảy cảm với hai chữ nguy hiểm hắn lấy cơ muốn đi ngoài sau đó thân thể gầy gò chui khỏi lỗ chó ra ngoài hắn liều mạng chạy mãi chạy mãi thì đột nhiên nhìn thấy một con chó ven đường gặm một khúc xương thịt trên mặt đất hắn không hề nghĩ ngợi lập tức dừng lại nhặt một viên đã lớn ném về phía con chó kia hắn nghĩ dù sao cũng sống không được trước khi chết gặm thử mùi xương thịt có vị gì xương thì cướp được rồi nhưng còn chưa kịp gặm thì lại vọt ra hơn 10 con chó hoang. Hắn một tay cầm xương, một tay cầm đá, lại nhanh chân bỏ chạy. Chạy đến lảo đảo thì ngã nhào xuống đất. Đám chó hoang xông tới, há mồm muốn cắn hắn thì lúc này có một mũi tên dài bắn tới, bắn nát cả khối đá xanh gạch. Đám chó hoang lập tức chạy đi. Trong đau đớn, hắn nhìn thấy một người giống như thần tiên đang ngồi xổm xuống bên cạnh hắn. Hắn lau mồ hôi trên mặt, giả bộ rất hung dữ đừng tưởng rằng ngươi cứu ta, thì ta có thể đưa miếng xương này cho ngươi, đừng có mơ. Người nọ khe khẽ thở dài. Rất nhiều năm về sau hắn mới biết được, ngô quan nguyệt cứu hắn là vì ánh mắt hung ác khi cầm tảng đá chạy về phía con chó, nhìn hắn chẳng khác gì một con sói. Mùa đông năm tuổi, hắn lần đầu tiên cầm lấy đao, học làm một con sói thực sự. Mùa đông năm sáu tuổi, hắn được dẫn vào một tòa nhà sang trọng, đi gặp một thiếu niên lớn hơn hắn sáu tuổi. Thiếu niên kia mặc một bộ quần áo thư sinh thuần trắng, đứng ở dưới cây hoa gạo, nở nụ cười trầm tĩnh lại khiêm tốn. Nghe nói ngươi tên là Chu Giá, sau này ta gọi ngươi là A Giá được không? Hắn sững sờ đứng tại chỗ, ngây người. Trên đời này, người gọi hắn là A Giá đều đã chết sạch, nhưng hắn thích người khác gọi hắn như vậy, nghe thân thiết, cho nên "Tiểu chủ tử của ta ơi, ta sẽ không để cho ngươi chết đâu." Chu Giã gặp lại Ngô Thư Niên là vào 10 năm sau. Năm ấy hắn 16, không có ánh mắt vừa hung dữ vừa tàn nhẫn, nhưng cũng đã một con sói chân chính. Mà Ngô Thư Niên 10 năm sau, vẫn mặc một bộ đồ thư sinh thuần trắng, ngồi ở dưới trời chiều, khóe miệng cong cong khiến lòng người sinh hào cảm. Chu Giã lặng lẽ đi tới phía sau hắn. Hắn phát hiện thì xoay người, ánh mắt hơi sáng lên. A à, ngươi đến rồi, chủ tử. Chu Giá quỳ một gối xuống hành lễ. Hắn sắp đại hôn, cưới một nữ tử xinh đẹp của gia tộc Trần Thị. Mối hôn sự này là trường công chúa chọn chúng, trưởng công chúa không khống chế được con trai nên muốn khống chết cháu trai để thỏa mãn. Chủ thượng không yên tâm, chọn chúng hắn trong đám ngươi để làm ám vệ của hắn. Ám vệ là ở nơi người khác không nhìn thấy, bảo vệ chủ tử của hắn, chưa được mấy ngày hắn đã quen với quy luật sinh hoạt của chủ tử. Giờ dần hai khắc rời giường đọc sách. Giờ mão ba khắc đi thỉnh an trường công chúa, mẫu thân, thuận tiện dùng điểm tâm với hai người. Sau bữa sáng, có tiên sinh tới cửa giảng bài. Sau bữa trưa, hắn sẽ ngủ một lát, như người trên giường trúc, tỉnh lại thì đến thư phòng của chủ thượng, xử lý giúp chủ thượng một ít việc vặt. Lúc có nhiều việc thì ở thư phòng cả chiều, lúc ít việc thì sau khi làm xong việc thì sẽ mang theo thị vệ đi dạo phố nhìn xem. Cơm tối, cha con hai người sẽ ăn ở thư phòng. Ăn cơm xong, chủ thượng sẽ hỏi thử việc học của hắn, tán gẫu một ít chuyện xảy ra trên triều đình, cũng nghe thử cái nhìn của hắn. Hết thảy xong xuôi, hắn mới có thể trở lại viện của mình, cởi áo dài, đổi một bộ đồ ngắn gọn gàng, đánh một trận quyền trong sân. Sau đó tắm rửa, thay quần áo rồi đi ngủ. Trước khi đi ngủ, hắn sẽ đọc sách giải trí, có lúc là mấy cuốn về quỷ quái, có lúc là tài tử giai nhân hắn đi vào rất rất chậm, phải lăn qua lộn lại một hồi lâu, chăn cũng không đắp kỹ, thích đắp một nửa, đè một nửa. Lúc khuya sẽ nghiến răng nói mớ. Chu giã chẳng hiểu vì sao một người lúc ban ngày nhã nhận thanh đạm như thế, lúc không người lại có dáng vẻ thế này. Trong phòng hắn có bốn đại nha hoàn, còn có hai thông phòng. Thông phòng một người tên là Đông Tuyết, một người tên là Thu Phong, đều là trưởng công chúa ban cho. Trong một tháng, hắn và Đông Tuyết thu phong mỗi người hành phòng hai lần, không thiên vị. Lúc chủ tử sinh hoạt vợ chồng, ám vệ bình thường nên tránh đi, nhưng chu dã lại trốn trong bóng tối nhìn, nghe. chu dã rất chướng mắt hai người thông phòng kia, cảm thấy hai người này thật ô uế căn bản không xứng với hắn, ở trên giường chẳng khác gì hai con hồ ly tinh, đang hút lấy dương khí của hắn. Hắn chỉ hận đau trong tay mình chỉ có thể giết người, không thể chảm yêu. Đại hôn là vào ngày xuân, hắn mặc một thân áo đỏ cưỡi trên lưng ngựa cao, trong nháy mắt đó, chu giã cảm giác tim mình cũng giống như hoa ngày xuân, nở rộ. Tân nương tên là Trần Liễu Liễu, dáng vẻ đẫy đà động lòng người. chu giã nhìn hắn vén khăn voan đỏ lên, thì lặng lẽ rời đi, ở chỗ không người luyện đao pháp một đêm. Ngày hôm sau, hắn xin chủ thượng nghỉ phép, mang theo bạc, thay một bộ quần áo sạch sẽ, sau khi ăn mặc rất ra dáng thì đến kỹ viện. Chủ thượng từng nói, nam nhân phải trải qua phong nguyệt thì mới làm việc trầm ổn hơn. Chu giã 17 tuổi lần đầu tiên bước vào trong đống son phấn, nhưng không hiểu sao trong đầu hắn lại toàn là bóng dáng người kia. Chu Dã bèn tông cửa chạy tựa phía sau còn có mười mấy con chó hoang đang đuổi theo hắn. Không biết là ý trời hay là cái gì, hắn chạy vào một ngõ cụt. Hắn nhìn bức tường trước mặt, chậm rãi ngồi xổm trên mặt đất, không tiếng động khóc giống. Đây là lần đầu tiên Chu Dã khóc, cũng là lần cuối cùng khóc xong tiếp tục trở về làm nhiệm vụ trong mỗi đêm ẩm ướt tịch mịch chu giã vẫn nhìn người trong phòng như trước chỉ là ánh mắt càng ngày càng nóng bỏng cũng càng ngày càng không giấu được tân hồn đối với cuộc sống của hắn cũng không có gì thay đổi điều thay đổi suy nhất là hai à thông phòng kia bị trần liễu liễu kiếm cớ đổi đi thời gian hắn ở lại thư phòng càng lúc càng dài có một đêm khuya hắn đột nhiên gọi một tiếng a à, giá Chu dã làm ám vệ mấy tháng qua, lần đầu tiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Chu dã muốn quỳ thì hắn nâng lên. "A à, Dã, ngươi nói người ta sống trên đời là vì cái gì thế?" Vấn đề này, Chu dã không muốn trả lời, sợ dọa đến hắn. Hắn dường như cũng không thèm để ý Chu dã có trả lời hay không, tự mình nói. "Phụ thân ta muốn khiến cho Giang Sơn bốn bể được thanh bình, còn ta thì sao, ta vì cái gì?" Bụng Chu dã ủng ụp hai tiếng hai người đồng thời sửng sốt. Chương 158, ngoại truyện Chu Dã 2. Chu giã xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ dưới đất để chui xuống. Hắn lại mỉm cười đưa bánh óc chó trên bàn qua. Ăn đi. Chu Dã không dám động đậy. Cho ngươi ăn thì ăn đi. Chu Dã chỉ đành cầm lấy một miếng bánh, cúi đầu cắn một miếng nhỏ, chẳng dám nhai mà nuốt nguyên cả miếng, suýt nữa thì bị nghẹn. Hắn lại đưa tới một chén trà, Châu Dã không dám uống. Uống. Châu Dã ngoan ngoãn uống. Từ hôm đó về sau, chỉ cần người nó nghỉ ngơi ở thư phòng thì sẽ đều gọi chu Dã ra, nhìn hắn ăn chút gì đó, uống vài ngụm trà, rồi thả hắn ra ngoài. Trong lòng chu Dã vừa vui vẻ, vừa sâu đời. Trong bánh óc chó này có bỏ xuân dược à? Sao mà hắn cứ ăn miếng nào là người lại khô nóng miếng đó thế này? Nửa năm sau, Trần Liễu Liễu có thai theo quy củ thì trong vòng 3 tháng không thể cùng phòng, hắn dứt khoát ở thư phòng nghỉ ngơi. Trần Liễu Liễu sợ nam nhân mình nhịn không được, ỉ vào miếng thịt trong bụng kia mà xin trưởng công chúa đổi nha hoàn trong thư phòng thành gã sai vặt. Trần Liễu Liễu quả thật rất không hiểu hắn, bốn đại nha hoàn kia có ai chưa từng động tâm với hắn chứ? Nhưng mà có ai làm gì được đâu. Nam nhân làm việc không thận trọng như nữ tử, trà của hắn nhiều lần đều lạnh ngắt. Chu Dã nhìn không nổi, bèn len lén chạy ra giúp đỡ vài lần sau khi hắn phát hiện thì mình cười không nói gì mà dứt khoát tìm cớ đuổi gã sai vặt kia ra ngoài cứ như vậy ban ngày chu dã làm ám vệ ban đêm làm gã sai vặt giúp hắn bưng trà rót nước trải giường gấp chăn thỉnh thoảng thời tiết nóng còn phải quạt cho hắn cả đêm trong lòng chu giã vừa vui vẻ lại sầu não người này có thể ngủ yên một chút không thân thể vừa lật một cái là quần áo đã mở rộng ra làm hắn thấy rõ ràng hết thảy. Chỗ nào trắng, chỗ nào đen, chỗ nào mềm, chỗ nào cứng. Hắn nhìn đến không thở nổi. Đêm đó, hắn theo thường lệ quạt giúp hắn. Lúc hắn đang buồn ngủ thì nhận ra trong không khí có hơi kỳ lạ. Hắn quá quen thuộc với cảm giác kỳ lạ này, lặng lẽ cầm lấy đao bên cạnh, phá cửa sổ mà ra. Ba sát thủ cũng dùng đao lớn, đáng tiếc tốc độ xuất đao quá chậm, nên đều chết dưới đao của y hắn thu đao lại nhìn vào trong phòng thì thấy người nọ đứng ở trước cửa sổ thần sắc lạnh nhạt hiển nhiên đây không phải là lần đầu tiên hắn bị tập kích chuyện hắn bị ám sát ngoại trừ chủ thượng ra thì không ai biết cả từ đêm hôm đó chu giã bèn ngủ thẳng bên ngoài phòng hắn đây là mệnh lệnh của chủ thượng mệnh lệnh này gần như đòi mạng chu giã cái tình ngủ không yên của hắn chu giã đã trốn ra xa rồi nhưng hắn cứ lại đến gần có đôi khi chu giã bị ép đến bực mình bèn lên giường ngủ luôn. Nhưng không lâu sau, trong lòng lại thấy bất lực nhưng cũng đê tiện tiếp tục ngủ. Có một lần tỉnh lại, chu giã phát hiện người nọ cuộn mình trong lòng hắn, tim đập thình thịch, Mà xui quỷ khiến thế nào mà chu giã chậm rãi mở hai tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Lúc này, hắn đột nhiên mở to mắt, đáy mắt đen kịt sâu không thấy đáy. chu giã bị hù chết, cứng đờ như một tảng đá. Hắn khẽ thở dài một hơi, giọng nói khàn khàn. A à, Giá, vài năm nữa ta bảo phụ thân thả ngươi rời đi, ngươi cưới một người thê tử tốt, rồi sinh một đứa con trai đi. Chu Dã không biết nói gì, chỉ đành hoảng hốt bỏ chạy. Còn chưa thoát ra khỏi những suy nghĩ lộn xộn thì chủ thượng đã gọi hắn qua, ra lệnh cho hắn dọn dẹp đồ đạc đến Hoa Quốc. Chuyện Nhi Tử bị ám sát khiến cho chủ thượng hạ quyết tâm muốn tìm một con đường lui cho con cháu. Hắn chẳng thèm thu dọn đồ đạc đã trực tiếp ra khỏi phủ trường công chúa đến hoa quốc tất cả đều dàn xếp ổn thỏa trong lòng chu dã mới thấy hối hận hẳn nên nói với người nọ một tiếng dặn dò hắn sau này đừng ngủ say quá đừng uống trà lạnh đừng đá chăn đừng ham mát nhưng hắn còn có mặt mũi gì để dặn dò đây chu dã đi tới trước gương đồng nhìn gương mặt bình thường của mình trong gương cười gằn họ chu nhớ kỹ thân phận và bổn phận của mình đừng có ỷ vào tính tình hắn tốt thì ngươi không biết trời cao đất rộng như thế người như hắn không phải là người ngươi có thể mơ đến được năm năm trước ở hoa quốc không có bất cứ ai tới tìm chu dã có đôi khi vừa tỉnh mộng hắn mờ mịt nhìn chung quanh trong lòng chợt trống rỗng cảm giác mình như một cô hồn dã quỷ còn sống chu dã từng nghĩ tới nếu một ngày mình gặp lại hắn thì sẽ nói gì đây là cười trước hay quỳ trước là không nhắc đến chuyện hôm đó hay ở bên cạnh hắn nhưng khi người nọ bất ngờ đứng ở trước mặt hắn chu dã phát hiện mình sai quá sai vì lúc đó hắn chỉ biết ngây ngốc nhìn hắn tựa như đã trải qua mấy cuộc đời vậy a à, giá dạ. người nọ lấy một túi đồ trong tay thị vệ ta đem bánh óc chó cho ngươi nè mới làm đó ngươi nếm thử đi hắn cầm lấy cắn một miếng tốt rồi hắn không còn là một con cô hồn dã quỷ linh hồn của hắn lại trở về rồi người nọ xua thị vệ lui ra rồi nhìn hắn ừ rất ra dáng làm quan. Chu Dã lại cắn một miếng bánh óc chó, trong miệng có đồ ăn nên không nói gì, mà hắn vốn cũng là người ít nói. Tổ phụ đã chết, phụ thân đinh động thủ rồi. Chu Dã ngẩng đầu lên. Một khi động thủ thì sẽ rung đời, chuyện sau này không ai đoán được. Người nọ đi vào trong phòng, rót chén một trà ấm, đặt vào trong tay hắn. Trong nhiều người như vậy, ta chỉ tin tưởng ngươi, ngươi bảo vệ ông ấy giúp ta. Nói xong, hắn ven áo bảo lên, ngồi xuống ngưỡng cửa, sau đó vỗ vào vị trí bên cạnh, ý bảo chu giã ngồi xuống. chu giã nơm nớp lo sợ ngồi xuống. Có đôi khi ta thường nghĩ, sống trong một gia đình như vậy, rốt cuộc là ông trời thương xót ta, hay là chán ghét ta. chu giã kinh ngạc. Tổ mẫu ta rất đáng thương, có nam nhân nhưng chẳng khác gì không có, quật cường cả đời kết quả đến con trai mình cũng không thân thiết, tổ phụ ta rất đáng thương. Cả đời sống dưới uy nghiêm của trưởng công chúa, thế nhưng đến cả chết tử tế cũng không được, mẫu thân ta rất đáng thương, mỗi ngày đều muốn lấy lòng cha ta, phòng cái này, phòng cái kia, nhưng chẳng phòng được trái tim mình, phụ thân ta cũng đáng thương, nhiều năm này chẳng ngủ yên được ngày nào, lông mày cũng chưa từng giãn ra. Sau chút yên lặng ngắn ngủi, hắn lại lắc đầu nói. Từ lúc ta bắt đầu hiểu chuyện đến giờ, thì lúc nào cũng muốn khiến bọn họ vui vẻ, lời của ai ta cũng ngoan ngoãn nghe, họ kêu làm gì ta cũng làm, bọn họ muốn ta cưới ai ta bèn cưới người đó. Ta cố gắng, ta chăm chỉ hơn bất kỳ thiếu gia con cháu thế gia nào, nhưng vì sao ta lấy lòng bọn họ nhiều năm như vậy, nhưng kết quả tổ mẫu vẫn giết chết tổ phụ. Phụ thân lại giam lòng tổ mẫu, ai cũng thương ta, nhưng trước khi bọn họ làm việc gì, lại chẳng bao giờ nghĩ tới ta, ý nghĩa cuộc sống của ta, hình như chỉ là để lại đời sau cho ngô gia mà thôi. Tim chu giã, kinh ngạc đập thình thịch. Người nhỏ cúi đầu, nhìn không thấy chút biểu tình nào trên mặt. Năm ngươi sáu tuổi đến phủ công chúa, là ta cầu xin phụ thân dẫn ngươi vào, ta muốn nhìn thử đứa bé rành xương trong miệng cho có dáng vẻ thế nào. Năm ngươi 16 tuổi lại vào phủ công chúa, là ta tự mình chọn, hai chuyện này cách nhau 10 năm, 10 năm ta gặp ngươi 10 lần. Cuối mỗi năm khi các ngươi tiến hành đánh nhau, phụ thân đều dẫn ta đi xem, ngươi đứng ở chỗ sáng, ta đứng ở chỗ tối. Có một người, hắn thắng, ta sẽ vui cho hắn. Hắn đau lòng ta cũng thấy đau lòng người này giờ phút này đang ngồi bên cạnh ta. giờ phút này tim chu giã đột nhiên không đập nữa. chu giã người ngõ ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó gọi một đầy đủ tên hắn. người sống trên đời chung quy vẫn có chuyện nên làm, có chuyện không nên làm. nối dõi tông đường cho ngô gia là chuyện ta nên làm, thích một nam tử là chuyện ta không nên làm. lấy lòng người ngô gia là ta nên làm, chuyện khiến cho ngô gia đau lòng ta không thể làm được năm năm trước ta bảo ngươi cưới thê tử sinh con, là lời thật lòng, năm năm sau, ta vẫn sẽ nói những lời này. Nam tử thở dài, dường như rất tức giận. Đừng sống như cô hồn giá quỷ, nhìn xem căn phòng này đi, có chút hơi người nào không? Đôi mắt đen kịt của Chu Dã nhìn chằm chằm người nọ. Tim lại đập thình thịch, nhảy quá nhanh, hắn có chút không khống chế được. Dừng lại thật lâu, Chu Dã đặt chung trà trong tay xuống, hít thở thật sâu vài hơi cuối cùng chu giã nghiến răng một cái, nắm mạnh lấy tay người kia. Một ngày là ám vệ, cả đời đều là ám vệ, ám vệ không cần cưới, thê thiếp sinh con, ta đời này chỉ làm một chuyện thôi. chu giã nhìn hắn, rất cố chấp. Bảo vệ cho chủ nhân của ta, sống cùng người, chết cùng người. chương 159, Hỏa khí. Đường về kinh, trái tim như tên bắn, hai chiếc xe ngựa gần như là ngày đêm không ngừng. Chu Thanh lái xe mệt mỏi thì đổi cho Tam gia. Hoàng Kỳ lái xe mệt thì cho Lý Bất Ngôn. Ngựa chạy mệt thì đến trạm dịch trực tiếp đổi ngựa. Điều cảm động thiên địa là thân xe các hòa thượng tự tay làm, nhìn thì có hơi đơn sơ một chút, nhưng lại cực kỳ rắn chắc, chạy hơn nửa đoạn đường, vậy mà còn chưa dã ra. Nhưng người thì muốn dã hết cả ra. Bùi đại nhân cả ngày núp trong xe ngựa, dùng lời của chính hắn mà nói thì bị sóc đến mức chỉ còn một hơi tàn. Yến Tam Hợp cũng là cả ngày núp ở trong xe ngựa, ngoại trừ ngủ vẫn là ngủ nàng tựa như muốn ngủ bù cho hai tháng nay đoạn đường này kẻ khác thường nhất chính là tà tam gia nói ít ăn cũng ít gương mặt tang thương chu thanh nhìn ở trong mắt đau ở trong lòng thầm nghĩ tam gia hơn hai tháng trước còn khỏe khoắn hoạt bát như thế kia mà đứng trong đám người muốn dáng người có dáng người muốn khuôn mặt có khuôn mặt đại cô nương tiểu tức phụ người nào không liếc nhìn hai cái nhưng lúc này đã thành người hoang dã rồi. Không chỉ thành người hoang dã, mà cái miệng ngọt cũng biến mất, biến thành cái miệng hồ lô, bùi tiếu trêu chọc thế nào hắn cũng chỉ trả lời một chữ, cút. Lý bất ngôn thấy thế thì nhân lúc nghỉ ngơi, Lén lén kéo ống tay áo chu thanh hỏi, tam gia nhà ngươi bình thường phát tiết như thế nào, có cầm tìm một người để hắn phát tiết trên đường không? chu thanh xấu hổ đến lòng bàn chân cũng đỏ lên. Trong lòng tự nhủ đây là người nào thế, sao một cô nương lại hỏi mấy thứ này? một buổi tối 25 ngày sau, hai chiếc xe ngựa giống như đã hẹn trước, bốn bánh xe đồng thời xoạch một tiếng, gãy lìa. Sáu người chỉ có thể bỏ xe cưỡi ngựa. Chưa cưỡi bao lâu thì từ xa đã nhìn thấy quan dịch đã từng nghỉ chân kia, là chỗ mà chu giả ăn trộm tiền của họ. Nghĩ đến chu giả, lúc mọi người xoay người xuống ngựa, đồng loạt nhìn về phía phủ Nam Ninh vài lần, trong lòng buồn bực. Tam gia, một giọng nói từ sau lưng chợt vang lên. Tả chi phi xoay người, nhíu mày. Sao ngươi lại ở đây? Đinh nhất nhìn thấy chủ tử nhà mình thì đầu tiên là ngẩn ra, sau đó thì nước mắt lương tròng. Da của ta ơi, sao ngươi lại biến thành bộ dạng này rồi? Ăn mặc kỳ cục không nói, mắt đầy phong trần không nói, dâu mép lôi thôi không nói, sao lại gầy đến mức tầm cũng nhọn đi rồi? dáng vẻ thế này cũng không tệ rồi. Tạ chi phi sờ sờ dâu. Ra đang hỏi ngươi đây, sao ngươi lại ở đây? Đinh nhất lau nước mắt, tiểu nhân hóng trông ra về nhưng chẳng thấy đây sốt ruột quá nên mới ra đây nghênh đón hẳn là phụ thân và đại ca sốt ruột tạ chi phi quay đầu hỏi yến tam hợp ở lại một đêm tắm nước nóng ăn bữa cơm no có được không nếu không người tả ra bị hồ chết mất yến tam hợp gật đầu cơm nước xong thì đến phòng ta đinh nhất trừng to mắt hắn vừa nghe thấy gì thế yến cô nương mời tam ra đến phòng nàng nam không vợ nữ không chồng còn không mau đi bảo ông chủ chuẩn bị nước vời cơm. Tạ Chi Phi nhìn bộ dạng ngu xuẩn của Đinh Nhất bực bội, gõ đầu hắn một cái. Có mang y phục cho ra không? Đinh Nhất vội gật đầu. Có mang có mang của ra, xiêm y bùi ra cũng có mang theo. Tạ Chi Phi. Yến cô nương thì sao? Đinh Nhất giật mình, Yến cô nương thì liên quan dám gì đến hắn? Tả Chi Phi tức giận, lại gõ đầu hắn. Hạ nhân không rõ tâm tư của chủ tử, cần ngươi làm gì nữa, đem thiến đưa vào cung đi. Đinh nhất sợ muốn hòa khóc. Hắn đã làm gì sai chứ? Trông sao trông trăng, vậy mà vừa trông được ra lại muốn cắt tiểu huynh đệ của hắn. Chù thành bất đắc dĩ lắc đầu, kéo người qua một bên thấp giọng dặn dò. Sau này làm việc, ra có cái gì, thì Yến cô nương cũng phải có cái đó. Đinh nhất. Hả, đừng chứ. Chu Thanh. Lát nữa người cũng đến phòng Yến cô nương, cái gì nói được, cái gì không nói được thì mau soạn sẵn đi, đừng chọc ra tức giận, gần đây tâm trạng ra không tốt lắm đâu. Tắm rửa, ăn cơm. Tả Tam gia mang theo khuôn mặt tuấn tú đi vào trong phòng yến tam hợp. Phía sau hắn là bùi tiếu, phía sau bùi tiếu là đinh nhất. Yến tam hợp đã bảo lý bất ngôn pha trà xong. Nàng đẩy chung trà tới trước mặt tả tam gia, tả tam gia cầm lên uống một ngủm, thiếu chút nữa thì phun ra. Yến tam hợp, đây là trà quỷ gì thế? trà khổ đinh, cho ngươi hạ hỏa. Tả Chi Phi nhìn Bùi Tiếu, ra có hỏa khí à? Bùi Tiếu hừ một tiếng, sắp sộc lên trời rồi. Tả Chi Phi, rõ ràng như vậy sao? Bùi Tiếu, ngươi nói xem. Yến Tam hợp. Đinh Nhất, tình hình quý gia bây giờ thế nào rồi? Đã được Chu Thanh nhắc nhở, Đinh Nhất cực kỳ cung kính nói. Yến cô nương, tình hình quý gia không tốt lắm. Bùi Tiếu biến sắc. Không tốt thế nào? Đinh Nhất nhìn hắn một cái. Quý lão gia bị dùng hình, thập nhị ra bệnh tình nguy kịch cửu cô nương nàng. Bùi Tiếu lo lắng, nàng làm sao rồi? Đinh Nhất, hai tháng trước, cửu cô nương đâm đầu vào tường tự sát rồi. Giữa trời đất như có sấm chớp, khiến tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Bùi Tiếu bị sét đánh thành hai nửa, một nửa hoảng sợ, một nửa không dám tin. Sắc mặt tả Chi Phi tái nhợt, vì sao nàng ta lại tự sát? tiểu nhân đã hỏi thăm rồi, nói là có hai nguyên nhân, một là bị từ hôn, nàng vốn đã buồn bực trong lòng. Một nguyên nhân là bởi vì ngày xét nhà bị người ta. Sau đó nghe người ta nói chuyện phiếm, sau đó bèn. Chỉ bị nói mấy câu đã tự sát sao. Lý bất ngôn cười gần liên tục. Thật uổng phí ta và tiểu thư liều chết gây ra động tĩnh lớn như vậy vì nàng. Bùi tiếu đám một quyền lên bàn. Lý bất ngôn, con bà nó ngươi đang nói cái gì vậy? Tiếng người ngực lý bất ngôn phập phồng. Sao, ta nói sai sao? Bùi tiếu cả giận nói. Đâu phải ai cũng giống như ngươi, không mặt không da, không biết xấu hổ. Lý bất ngôn cười gằn. Là bởi vì ta không mặt không da, không biết xấu hổ, cho nên ta còn sống. Cử cô nương nếu có thể học được một phần của ta, cho dù nửa phần thôi cũng không thể chết được. Ngươi, hai người có cãi nhau dữ dội hơn nữa, thì nàng ta có thể sống lại không? Ánh mắt Yến Tam hợp lạnh như băng. Hậu sự xử lý như thế nào? Đinh Nhất cắn môi. Thi thể được bùi phu nhân mang ra ngoài sau đó chôn cất qua loa, cũng bởi vì nguyên nhân này, nữ quyến của quý gia bây giờ đều bị chuyển đến hoa thần miếu. Yến Tam Hợp nhìn bùi tiếu đã không còn hồn phách. Hoa thần miếu là gì? Vốn là am ni cô, sau này dùng để giam nữ quyến của quan viên phạm tội, dùng chút bạc là có thể gặp người. Đinh Nhất. Bùi gia, bây giờ bùi phu nhân thường xuyên đến đó đưa chút đồ ăn mặc, cuộc sống tốt hơn ở Bắc Tư nhiều rồi. Bùi tiếu vẫn còn đờ đẫn, dường như chẳng nghe thấy. Yến Tam hợp lại nói. Thập nhị ra là ai? Đinh nhất. Là con út của quý lão gia. Yến Tam hợp. Nhưng người khác ở đâu? Đinh nhất. Nam quyến đều ở lao ngục Bắc Tư, bùi thái y 10 ngày nửa tháng sẽ đến châm cứu cho họ một lần. Yến Tam hợp bình tĩnh hỏi tiếp. Triều đình đã định tội quý ra chưa? Chương 160, từ bỏ. Đinh Nhất nhìn ra nhà mình, do dự một lát. Vẫn chưa. Yến Tam hợp. Bất ngôn, theo ta ra ngoài đi dạo một chút. Lý bất ngôn. Được. Lục Yến Tam hợp đi qua bên người bùi tiếu thì hơi khựng lại một lát, lạnh lùng mở miệng nói. Bùi Minh Đình, ra mặt là thứ hữu dụng trong khuê phòng, vô dụng trong ngục. Hữu dụng trong thuận cảnh, nhưng vô dụng trong lúc nghịch cảnh, hữu dụng với thiên kim tiểu thư, vô dụng với một phạm nhân. Bùi tiếu ngẩng đầu nhìn Yến Tam hợp, Huyết sắc trong mắt từng chút từng chút vọt lên. Chờ cửa vừa đóng, huyết sắc rốt cục biến thành nước mắt, cuồn cuộn rơi xuống. Tả Chi Phi đưa tay đặt trên vai Bùi Tiếu, vỗ nhẹ vài cái. Bùi Tiếu quay mặt đi, khịt khịt mũi, giọng nói nghẹn ngào. Ta chỉ nghĩ đến chuyện các nàng ở bên trong có bị khi dễ hay không, lại không ngờ tới nàng. Tại sao không thể chờ một chút, chịu đựng một chút? Tả Chi Phi nhìn hắn, chợt không biết nói gì bọn họ màn trời chiếu đất suốt dọc đường, ngựa cũng đã chết vài con, chỉ mong sao người quý gia sớm có thể ra ngoài. Kết quả hay rồi, bọn họ không từ bỏ, nhưng nàng ta lại từ bỏ trước. Lý Bất Ngôn và Yến Tam Hợp nói nửa chữ cũng không sai, thực sự uổng phí hơn hai tháng chịu khổ của bọn họ. Thu nước mắt lại, lúc này còn chưa tới lúc khóc, bị hai bà đồng kia nhìn thấy lại chê cười giờ. Tả Chi Phi lại vỗ vai bùi tiếu vài cái, ánh mắt xoay chuyển, nhìn về phía Đinh Nhất. Đinh Nhất quỳ xuống nói. Ra, tiểu nhân có lời là nói dối, là đại gia lo lắng cho thân thể ra, nên mệnh cho tiểu nhân ở đây chờ ra. Ta đoán được rồi, ngươi đứng lên trả lời đi. Tả chi phi. Quý bá bá bị hình phạt gì rồi, vẫn chịu nổi chứ. Đinh Nhất bò dậy. Trước sau bị đánh năm người gậy, bùi thái y đút chút bạc, đi vào khám cho hắn một lần, bị thương cũng không nặng lắm. Tả chi phi sừng sốt, lập tức kịp phản ứng bên lục ngự sử và bắc ti vẫn là nẻ mặt hoàng thái tôn thủ hạ lưu tình lục thời thẩm án tuy rằng không thích dùng hình nhưng lúc dùng hình tuyệt đối sẽ không nương tay 50 gậy đối với hắn thì căn bản không thể tính là dùng hình được phía bên bắc tư nếu thái tứ không chịu mở một mắt nhắm một mắt thì đừng nói là bùi thái y mà đến rồi bỏ cũng khó bay vào được một con ông ấy khai chưa quý đại nhân sống chết không chịu khai một mình gánh vác hết mọi chuyện Tạ Chi Phi nhìn Bùi Tiếu một cái. Quý Lăng Xuyên làm như vậy vừa sáng suốt, lại không sáng suốt. Sáng suốt là, chuyện đến chỗ hắn thì thôi, không liên lụy đến quá nhiều người, với tính cách của Thái Tôn thì chỉ cần giữ được mạng, ngày sau chắc chắn sẽ không bạc đãi quý gia. Không sáng suốt là, nếu cứ như vậy, tất cả tội danh đều đổ hết lên đầu hắn, tham ô nhiều bạc như vậy, nếu định án thì kết cục sẽ rất thảm. Tả Chi Phi lại hỏi. Tình hình trong kinh thế nào rồi, Đinh Nhất chợt đè giọng xuống. Nghe nói thái tử bị hoàng thượng mắng một trận, quỳ nửa canh giờ, ngày hôm sau bệnh ở chân tái phát. Đồng tử tạ chi phi kịch liệt co rút lại. Chân thái tử bị què, lúc chờ trời, trời sẽ bị đau, hoàng thượng vì nguyên nhân này mà miễn cho hắn quỳ lúc vào chiều, thỉnh thoảng còn ban cho chỗ ngồi. Phạt quỳ nửa canh giờ, đối với thái tử mà nói thì là mức xử phạt rất nặng. Đinh Nhất Thái tử quỳ trong cung nửa canh giờ, lúc trở lại Đông Cung thì cấm túc Thái Tử Phi. Việc này chẳng có gì lạ, tính cách Thái Tử xưa nay là trong mắt không chứa được một hạt cát, cấm túc Thái Tử Phi là để cho người trương ra xem, cũng cho Hoàng thượng xem. Tả Chi Phi Đúng rồi, bên Hán Vương có động tĩnh gì không? Hồi bẩm ra, sau khi vụ án được giao cho Lục Đại Nhân và Cẩm Y Vệ, thì bên phía Hán Vương không hề có động tĩnh gì, phía bên hình bộ cũng không có động tác giấu giếm, tất cả đều quang minh chính đại có thể thấy được sau lưng chuyện này có cao nhân. Bùi tiếu đã lâu không lên tiếng đột nhiên mở miệng, nước mắt trên mặt đã lau sạch sẽ. Tạ Chi Phi gật đầu đồng ý. Hoài Nhân từng nói, Hán Vương từ nhỏ luyện võ, không phải loại người có thể bình tĩnh. Nhưng mà lần này hắn lại không có động tác gì xúc tác, nhìn như hết thảy đều giao cho lục ngự xử theo lẽ công bằng chấp pháp, thực ra. Không phải chuyện tốt gì. Còn có một việc, tiểu nhân không biết có nên nói vào lúc này hay không. Tạ Chi Phi biết Đinh Nhất muốn nói, lại không dám nói là chuyện gì. Minh Đình không phải người ngoài, người cứ nói đi, đã điều tra được gì rồi. Đinh Nhất. Hồi bấm ra, người của chúng ta đi điều tra cả huyện Thủy Đông Phủ An Huy một lượt rồi, nhưng vẫn không hỏi thăm được thân phận thật sự của Yến cô nương. Tạ Chi Phi lại cả kinh. Không nghe ngóng được chút nào sao? Đinh Nhất lắc đầu. Không nghe ngóng được chút nào. Tạ Chi Phi. Bạn cũ của nàng ta thì sao, không có sao ngươi có đi thăm hỏi không đinh nhất hồi bẩm ra không tìm được bạn cũ hay người nhà họ yến còn sống nào cả ta đã đi hỏi thăm từng người rồi nhưng chẳng hỏi thăm được gì cả tả chi phi lại cả kinh không nghe ngóng được chút nào sao đinh nhất lắc đầu không nghe ngóng được chút nào tả chi phi bạn cũ của nàng ta thì sao không có sao ngươi có đi thăm hỏi không đinh nhất hồi bẩm ra không tìm được bản cũ hay người nhà họ Yến còn sống nào cả. Ta đã đi hỏi thăm từng người rồi, nhưng chẳng hỏi thăm được gì cả. Tả chi phi quay mặt nhìn bùi tiếu. Vậy Yến tam hợp từ đâu tới? Từ khe đá nhảy ra à? Bùi tiếu. Lúc này ta không có tâm tư lo chuyện này. Giải quyết chuyện quý gia trước rồi nói sau. Đinh nhất, đi gọi Yến cô nương tới. Ra muốn bàn chuyện tâm ma của lão phu nhân. Minh đình. Tả chi phi ngăn hắn lại. Đi cùng với nhau lâu như thế yến tam hợp là người như thế nào ngươi còn không hiểu sao nàng còn sốt ruột hơn cả ngươi đừng gây áp lực cho nàng nữa bùi tiếu chán nản tả chi phi đi về phòng nghỉ ngơi còn ba ngày đường nữa là về rồi bùi tiếu chống mặt bàn đứng lên ngón tay chỉ vào ngực nghĩ đến cửa muội chỗ này của ta lại đau dữ dội tả chi phi xoa đầu hắn dịu dàng dỗ dành tổ tông ta biết ta biết hết Nơi đó cô ta từng đau gấp mấy lần ngươi. Đã vào tháng năm, thời tiết tuy không nóng bằng phủ Nam Ninh, nhưng không khí đã có vài phần nóng bức. Yến Tam Hợp ngẩng đầu nhìn thoáng qua màn đêm đen kịt. Ở thư phòng Tạ Đạo Chi có cây cổ thụ, chủ nhân nơi đó đã đổi bao lần nhưng nó vẫn đứng đó không ngã. Con người đúng là chẳng bằng một gốc cây. Lý bất ngôn biết Yến Tam Hợp ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng lại cực kỳ tiếc thương cho cửu cô nương. Cô cố ý không tiếp lời mà nói chuyện khác. Trên đường về, ngươi có nghĩ ra điều gì không? Tất cả mọi người đều cho rằng Yến Tam hợp suốt dọc đường đều đang ngủ bù, chỉ có Lý Bất Ngôn biết, trong đầu nàng chắc chắc đang ghép tới ghép lui những tin tức về quý lão phu nhân vô số lần. Có một chút, suy nghĩ của Yến Tam hợp quả nhiên bị kéo về. Nhưng ta còn chưa chắc, ta còn muốn gặp một người. Ai, quý lăng xuyên, tại sao lại là hắn? Lý Bất Ngôn kinh ngạc. Không phải đã hỏi hắn xong rồi sao? Yến Tam hợp sắc mặt lạnh lùng, "Ta đoán, hắn còn có một số điều che giấu không nói với chúng ta." "Giấu ư? Sao lại giấu?" Lý Bất Ngôn kinh hãi đến mức tim đập thình thịch. Chủ tớ hai người đi một khắc đồng hồ thì trở về trạm dịch. Vừa đẩy cửa phòng ra, đã thấy Tạ Chi Phi ngồi một mình trước bàn tròn, trong tay cầm một chung trà. "Yến Tam hợp, lại đây ngồi." Lý Bất Ngôn biết ý, không nói hai lời xoay người rời đi. Yến Tam Hợp đi qua đó. Hai người ngồi đối diện nhau, tạ chi phi cầm ấm trà rót trà cho cô. Yến Tam Hợp cúi đầu thấy là nước trắng thì khẽ nhíu mày. Đừng nhíu mày, uống trà ban đêm khó ngủ. Tạ chi phi đặt ấm trà xuống, môi mấp máy vài cái, muốn nói lại thôi. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.